trên YouTube nha. Đây là anh Hùng ở Hòa Bình, Bạc Liêu. Mình mới về Bạc Liêu chơi, từ chỗ làm về Bạc Liêu, từ Ba Tri Bến Tre mà chiều nay về tới đây vậy nè. À, đây là một cái khu nuôi của mình ở Hòa Bình, Bạc Liêu. Cái này mà anh nói là xanh đó hả? Không, 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 không. Nước thế này mà xanh, nước gì tốt nè. Nó phải vậy chứ, nó còn hơn nữa. Nhưng mà hơn nữa thì vẫn bình thường. Nhưng mà quá. Mấy chị bay vậy là nó sợ đó. Ai sợ kỳ vậy? Trời ơi. Nó ý nó là phải thay nước đó hả? Ý nó nói thay nước hả? Không, anh thay không dài, ngày nào cũng thay à. Thay nhiều ít. Thay tấc 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 hả? Ờ, thay tấc tấc thì nó phải xanh vậy chứ, có đường nào mà không có là phi nào mà làm nổi cái chuyện mà trồng dắt hoặc đẹp hơn cái này hết trơn á. Tao mình nhiêu ngày rồi? 11. 11 ngày. Ừ, 11 ngày thì nó còn như vậy đó. Nè, chứ còn cái gió kệ, gió nè. Gió hả? Chứ còn mà hơn nữa thì nó phải không phải xấu hơn, nhưng mà cái là nó đậm hơn. Hoặc là thay nước 50% thì nó mới ok chứ sao mà đâu có đường nào mà đẹp hơn được, thì nó phải có tảo thôi chứ. Nha. Cái này nói chung là quay phim thì rất là khó nhìn thấy. Rất khó nhìn thấy. Nhưng mà để chừng nữa chút xíu á, em sẽ hướng dẫn anh một cái đo cái độ đục của nước. Cái độ trong của nước. Rồi dở đi. Nhà dở mình cho mình quay. Anh ra lên luôn không? Rồi. 11 ngày đúng không? 11 ngày tuổi. Ok, điều rang ha. À, có mình cũng dạy con nhỏ nhỏ không sao. Nó phải vậy thôi. Đa số thì đều ra. Em biết rồi, ở đây nè lấy cái giật giật con cái tôi. Đó. Nhỏ mà. Ừ. Dở kì, dở kì. Đây là cái khu nuôi chút xíu nữa à. Anh Bình mặc áo vô mình sẽ ảnh sẽ giới thiệu cho mình cái hả? Ở đây hả? Đi vô nóng. Lắm 400 mà nó khuyến mãi thì dư á, 435.000 con á. Ừ. À, em đó. 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 Nó thấy bự nữa, thấy không? Trong chó nãy vậy chứ cái này. Ừ. Thấy không? Cái khác này đó. Ừ. Con mắt nháy rồi ha, gan ruột rồi ha. Ruột mới 11 ngày mà đậm ha. Ừ. Một sợi một đường phân đậm nét rõ ràng. Ok. Cái gan cỡ 15 ngày cho nó lên, tại vì nuôi mật độ này chắc chưa lên phao nổi đâu. Phao gan nổi đâu. Thường thường ao đất thì cỡ 13 14 15 ngày cho nó lên phao gan rồi. Nhưng mà này thì nuôi này mật độ dày quá, tôm nó hơi nhỏ. Cái này cỡ nhiêu ngày sang xuống được em? Hả? Nhiều ngày sang xuống được. 17, 18 ngày cũng được. Hoặc là một tháng, hơn một tháng cũng được. Tùy mà nè. Không, cái đó tùy em. Ý anh là tùy cả 25 ngày, cả đó sang vừa. Không? 25 ngày hả? 17, 18 ngày sớm quá. Hả? Không có. 17, 18 ngày. Có anh chuẩn bị đây nè. Chuẩn bị rồi đúng không? Có, chuẩn bị bây giờ vô. Không, bây giờ anh mặc cái áo vô đi. Anh hướng dẫn cho em. Coi giới thiệu cái... bán áo rồi hả? Anh sẽ giới thiệu cho anh em mình cái đây, cái bầu hơi của người ta đây. Ống này là ống phải đó, ống 200. Dài này là dài cỡ hơn 2m 2,5m để nó nén đó, nó đưa đi. Mà ở đây người ta nuôi chỉ có nhiêu? Chỉ có một cái ao tròn, mà hai ao tròn và bên kia ao nhỏ nữa thôi. Oxy, đó cái máy oxy này.
của phim hai đầu, một cái mô tua hai đầu. Đầu nước đầu vô của mình đâu? Nước đầu vô của mình bên đây kia phải không? Cái vuông kia phải không? Đó, rồi cái mình bơm qua đâu? À, cái bên kia đúng không? À, bên kia nó vòng qua đây ngược lại đây cái gì? À, đó, đó vô vào đó. Xả qua đây. Xả cho bằng mặt. Không, đi đi ra tới ngoài này đi. Tới này đi. Đây. Ao tránh sạn nước gì đâu. Cái nào đánh vi sinh? Cái này nè. Cái này đánh vi sinh đúng không? À, à đây đánh vi sinh. Là ở đây là đánh vi sinh ở dưới ao sẵn sàng luôn. À. À. Rồi cái chỗ nào mình đánh cờ lo đâu? Cờ lo bên đó đó. À cờ lo bên đó ha. À. Mình đánh cờ lo bên đó xong mới vô cái ao tròn tròn nhỏ nhỏ này. À có cho rồi, nó trong đàng hoàng. Đây. Cho nó trong đàng hoàng mới vô đó. Ờ vô đó mới qua đây. Vô đó mới qua đây, qua đây là đánh vi sinh. À vi sinh. Ok. Ngoài kia là ngoài kia là lấy nước vô. Đó, rồi nó qua cái này ao nuôi luôn phải không? Có một cái cách mà sang tôm hay như thế này nè. Sao cách tạo hay? Sẵn nói luôn ông anh này ông nói hay quá. Đó là sao phải không? Đó là mình bắt những cái con tôm đều nhau và lớn trước. Ví dụ như mình xài một cái lỗ một phần rưỡi ví dụ vậy đi. Đúng không? Mình canh con tôm độ cái độ đó nó bắt đầu mình mới sang qua. Thì những con nào mà nhỏ thì nó nằm ở trên đó. Không nhỏ này nó gớt lại. Gớt lại đúng rồi. Thì mình sẽ sang cho đều luôn thì cái số mà nó đều rang và nó lớn hơn một phần rưỡi đó thì mình sẽ nuôi nó là nó là cái số đó số chọn lọc đó. Là nuôi lại ở đó. À nuôi dưới này. Rồi ở trên á thì bắt đầu là mình dưỡng tiếp là mình sang tiếp. Ví dụ sau này nó lớn mình sang tiếp. Thì nó cái cách đó là hay nhưng mà cái thằng hạng U á là cái quận sang đầu tiên. Sang lớn sang lượt đúng không? Sang một lượt một luôn. Không sang, khi sang khi nó đều con như vậy á là những con khỏe con mạnh nó đều con như vậy đó mình rất dễ chăm sóc. Mình không có đắn đo gì cái chuyện mà con nhỏ con bự hết trơn á, ăn thức nó cũng đều rồi con nào nó cũng khỏe đều. Đúng không? Thì những số đó số U mình đưa trước. Thì cái đó là hay. Cái kinh nghiệm những người mà trồng qua dạng thọ đó là người ta ương xong ha thì người ta vô một cái chậu 4 cây là cái cây nào mà nổi chậu thì người ta cũng bỏ, cái cây nào thấp người ta cũng bỏ, người ta lấy một cỡ một là người ta cấy vô cái chậu xong ha là thấy một nguyên một cái vàng nó đều rang luôn, là người ta cứ canh tết là nó đỡ đều rang luôn, là khỏi có băn khoăn gì chứ, nó không có lọt sọt, không có canh trước canh sau. Thì là có ông anh ông chỉ cho một cái cách sang tôm kiểu đó thấy rất là hay, mình có thể áp dụng được. Như bây giờ cái ao sẵn sàng gì hơi xanh không em? Không nước ao sẵn sàng là ok để cá nhiều. Trời ơi mà đợi hôm rồi mà tát được con mới có mấy cái phi à? Vài con đi cho nó vài con. Không có à? Được có rồi. Thì được rồi. Anh tính giăng lưới bắt hết á? Không phải chừa nó ít để nó làm cái đá. Để làm cái đá. Vậy là con. Vậy là còn thôi thì nếu mà không có cái phi thì phải thỉnh thoảng phải quạt đó. Phải đảo. Không anh đảo, ngày nào cũng đảo hết. Phải đảo. Tại vì con khuẩn á, nếu mà cái ao mình để lắng, để động vậy nè. Để lắng vậy nè. Là nó không có động á. Thì con khuẩn có hại á, nó sẽ nằm ở tầng đáy. Nó nằm đáy. Nhưng mà con cá phi á, lại là nó làm ở tầng đáy rất tốt. Thay vì mình bất quạt đó thì mình bỏ một ít cá phi thôi. Cá phi không nhiều, chừng nào nhiều quá thì mình có cách mình tỉa bớt. Rồi. Nhưng mà có nó có lọc nước rất hay. Cứ để nó đi. Ở ngoài thì dữ lắm, còn trong này thì ít. Ít thôi. Cũng không có nhiều nhưng mà đừng quá ít mà đừng có quá nhiều. Ít à? Để mình nó làm cái nước màu đẹp nữa. Nó tự nó chuyển màu đẹp. Chứ em biết không, cái này mà gặp bên TV thì nó sợ phải quýnh mà mình làm cái mô hình khác mà. Cái
vi sinh, còn anh em bên CB á là người ta diệt khuẩn tận gốc luôn, đúng không? Diệt khuẩn ở đây nè, đúng ra là rồi người ta mới đưa lên cái kia, rồi nước phải trong veo các thứ nó làm gì đó. À, còn mình là quy trình của mình là quy trình vi sinh, à, làm đúng theo cái cách em hướng dẫn rồi đó, đúng là bài bản nói vậy đó, thánh cà lo bên kia đúng không? Đó đó cà lo đó đó. Đó. Để nó trong rồi mới bác đưa qua đây. Đây nó trong rồi mới dở cái đó cho vô đây. Dở cái đó. Ống bọng. À. Ống bọng cho vô đây. Cho vô đây rồi nó trong đàng hoàng mới cho qua đây. Trong đàng hoàng. Mới bơm qua đây chứ bơm, không phải. Bơm qua. Ờ. À, có nghe bằng mặt rồi bắt đầu bơm qua. Chứ đâu phải mở. Ừ, vậy đó. Ok rồi. Qua đây đánh vi sinh là ok qua rồi. Qua đây có vi sinh với phèn, với tụi em luôn. Ừ. Ờ vậy đó. Vậy đó. Nhưng okay mà cái này chắc từng quýnh lặng của em. À, ông nuôi thì cách ngày. Ừ, cái này từng quýnh lặng. Có cá rồi nó làm việc rồi. Ông nuôi em biết không, một ngày thì cấy vi sinh một ngày thì quýnh được em. Ừ. À, hai xô gì vừa nãy. Cái này nước này rất là đẹp. Để mai mốt nói cho cái màu tảo như thế nào là đẹp. Như vậy là nó trong. Ừ. Trong rồi. Nó trong. Nó trong nhưng mà vậy là được nha. Còn nó đục hơn miếng cũng không sao. Nhưng mà nếu mà cái này không có tôm á, như vậy thì vậy là vừa rồi. À, đục quá thì mình xây sở phải cắt nó bớt. Ừ. Nha. Vậy ok, ví dụ như cái độ trong của nó là nó sâu đó, cái xô vậy đó. Cái nào có 5 tấc à? Ờ 5 tấc cái xô đó. Cái này quýnh xô gì dạ, cái quýnh sáng quýnh chừng 5 lít thì chịu trong gieo luôn, tới đáy luôn. Không, mình không cần, tại mình quýnh vi sinh á. Bởi vậy anh muốn đâu dám quýnh nó chết bởi vi sinh mẹ chứ. Đúng rồi, em đánh vi sinh đi. Bây giờ anh có làm gì anh điện em chứ không phải muốn làm ngang đâu. Rồi. Không có nói thật. Để mà theo em chỉ gì mới làm đấy chứ rồi. Đâu có làm bậy được. Có gì mà đổ thừa thường nữa chứ. Đồ, có hai chuyến này tôi về tôi sẽ thăm nhóm anh em ở dưới An Khương Đầm Dơi. Tôi cũng về thì dưới 80. Mới có nhiêu 60 ngày. Còn vậy lắm à. Ăn ngày 250 kg rồi. Anh ăn cái này 1.8 rồi đó em. 1.8. 1.8 là em. Một ngày tổng cộng nhiêu ký? 8 6 4 8. 1.8 rồi đó. Mình ăn là ăn tới mấy giờ? 9 giờ. 6 giờ chọn được em. Giờ chắc. Mới nãy nó mấy trăm, 300 hả? Có nghĩa là anh thả 200 nữa ra 340 mà điếm mẫu lợi ra 435.000. Dữ rồi. Đồ, cái này phải đỉnh rồi nha. Em biết không, cái gáp cũng ra cây củi đáp bây giờ. Ra nó lấy cây á, đẩy xuống. Là xài á, là xài vi sinh là không có sợ tốn nó nha. Chứ và nước và phải chuẩn bị đầy đủ đó nha. Chứ mật độ này là mật độ cao đó. Mình rất là nhỏ, hai ao nuôi rất là nhỏ, thêm nó nữa là ấy mà mình tới 400.000 con tôm đó, thì mình chuẩn bị đi tư thế với nó, sẵn sàng chiến đấu với nó là nước. Ngày mai là mua cục oxy 125 nó chở xuống 50 triệu, ngày mai chở xuống nó gắp rồi nè. Vậy hả? Đủ mình thiếu đang lực lượng ở đang thiếu đó. Ừ, 50 triệu chạy gì đó, điện ba pha giáp quyến tặng luôn, chạy cũng tưa 15 ngựa. Ừ, sáng mới đi trịnh vật liệu rồi đó. Dạ, mai sáng hổng, mai hổng nói thì mai mới xuống đó hả? Ừ, nói tới bữa nay mai xì bông mua xì vậy đó hả? Đơn giản vậy nè. Ờ, chồng quay lắc qua lắc lại. Anh thay ổng mới hết, ổng nano hết em ơi, ổng bỏ rồi. Ừ, mới hết thay thay ổng mới rồi. Nếu anh ba một oxy này là chung cho cỡ ao rưỡi à. Ừ, con tôm nó sống oxy với gì được, anh cứ căng cường thêm là mua chữ T21 anh tăng cường thêm đó. À, tới tôm lớn mới đủ. À, nhưng mà theo oxy cái này em thấy dư không? Dư rồi. Dư rồi. Được mà, đủ rồi. Nhưng mà em biết không, về ba tôm lớn thì tôm lớn thiếu. À, tôm lớn đủ, về ba ao thiếu. Vậy là nước gì không xanh phải không? Oxy mạnh dữ vậy đó. Theo này thay ngày cả nhiêu nước luôn em. Anh nước đẹp mà, nước đẹp nè. Hả? Nước đẹp mà. Nước còn gì đó. Nước trên 1.3 à. Ngày 1.3 gói, 1.3 gói à. Đi đáy vậy. Hả? Đi xin đáy vậy. Ừ, đi xin đáy. Cái mặt đường với cám. Ngày bỏ xuống gì, và hết 1.3. 1.3 gói gì xin à.
À, 1/3 là mỗi ngày đưa xuống 1/3 luôn hả? Không, cách ngày. Ừ, bây giờ đấy sạch chân ha. Chị bảo mình nửa gối thấy chịu lại thấy nó sạch. 1/3 một gối, 1/3 gối ngày cách ngày. Ừ, ok, ngày mà sạch ha. Sạch. Ok, rồi. Vừa thằng ơi em ăn đủ nè. Rồi. Thôi mình xài sang hơn người ta đi. Cứ xài là đừng có châm nước cái gì cho em bắt đầu. Cứ nhiều đó là xài cho hết. Rồi bắt đầu hết đủ cái khác. Ừ, xài hết đủ khác. Anh Quốc bữa 2 xô, 2 xô vậy đó. Dạ. Yeah. À, ừ, cái này 2 xô, cái này 2 xô vậy đó. Đâu cái khu trộn, cho về cho ăn hả? Ừ, rồi cho ăn đi, xong rồi chỉ cái khu trộn thuốc á. Ghê. Vị mạnh lắm. Nước ok, nước đẹp rồi, nước tảo này đẹp. Mẫn, nước mẫn. Tám nữa ha. Như thức không có trộn trời. Đang đâu vớt lại, vớt lại con tôm. À, lấy tô, lấy tô vớt chỉ cho cái bao tử. Bao tử con đầy hay là lưng. Ôi. Coi cái gan. Trời trời, chỉ coi gan coi ruột ha. Đây. Coi cái gan con tôm hiện tại nó màu nâu đen ha, ruột cây thì thẳng vậy ha, to rõ cái gan, cái bao tử nó coi nó có thức hay không, để ý mình múc lên vậy đó. Ừ. Thì coi nó có thức hay không, nó đầy thức vậy thì ok, mà nó con có con không thì nó thiếu. Ừ. À thì mình mới mình dựa vào đó để mình canh thức thêm thức ăn hoặc là bớt thức ăn nữa. Dù vậy đó, mình cái canh mà sao mình thấy nó thiếu. Còn dư thức ăn thì như thế nào, dư thức ăn thì mình coi cái hố cái gì đó. Còn nếu thiếu thức ăn thì coi cái bào tử. Nha.
ở trong ao của mình không còn thức ăn, mình kiểm tra không thấy thức ăn và mình thấy cái bào tử nó hụt, còn có còn không đó. Cái bào tử trên đó còn có còn không, mình thấy nó lưng à, nó không có đầy, tại vì cái bào tử nó chứa tới 1-2 viên thức á, hai ba viên gì đó. Bào tử là tuốt trước cái đầu thôi. Trước cái đầu ở trên đó, cục trên đó, cục trên đó, thấy không? Và nó lưng hay là nó đây nó đầy, thấy nó dài, nó thon, nó nhỏ hoặc là nó đầy. Tại vì một cái bao tử nó chứa tới 2-3 viên thức rồi. Đó thì mình coi đó, nếu mà mình thấy nơi con có con không thì là thiếu, đều hết trơn thì đủ. Còn dư thức ăn thì mình phải kiểm tra, mình kiểm tra cái hố của mình coi có dư hay là thiếu. Bị xì phong ra là không có thức ăn. Rồi ok. Với tới giờ chạy quẹt thì nếu không? Mà không có thức ăn thì mình sợ nó thiếu thì mình coi phải coi cái bao tử. Đúng rồi, rồi. Có nghĩa là tới tử cho chạy quẹt anh phải xúc chừng vòng nghe nè, không có thức ăn phải không? Cái gan. Đổi ra giữa. Ở trên mạng á, trên YouTube có chỉ coi cách coi gan rồi đó, cái màu sắc gan nè. Cái màu sắc á là vụ này mà cái màu này là màu nâu đen. Rồi. Hoặc là cái màu nâu vàng. Nâu vàng ví dụ như cái mánh ngã hơi màu vàng mà cũng nâu nâu đó, mà hơi màu vàng. Nhưng mà cái màu nào thì màu nào cũng là màu, nhưng màu nào cũng đẹp. Nhưng mà nó phải sáng bóng, giống như ban ngày nắng mình nhìn thấy cái gan nó sáng bóng. Còn cái gan mà nó sậm á, nó sạm á hoặc là nó nhợt nhạt, cái màu nâu vàng thì thấy nó vàng mà nhạt là dở. Còn nâu á, nâu đen mà nâu nó sậm màu, nó không có sáng bóng. Mình nhìn thấy nó sáng liền, cái gan nó sáng là nó trong suốt và nó đập vô mắt mình luôn nữa. Đó, thì đó là mới tốt. Rồi cái độ bún của tôm, cái độ nhảy của tôm, mình coi cái độ sung của nó. Với con tôm từ 15 ngày tuổi trở lên em, anh thả CB nó hai bên mà bên cái mang này nó trắng trắng trên đầu đó, có trắng nó bao là sao? Cái phao hả? Trên cái gan nó có cái bao. Trên cái gan trắng trắng đúng không? Là cái phao gan đó. Tôm mình chưa có. Chưa. Còn 15 ngày trở lên á. 15 ngày đúng rồi, mới nãy nó thường ao đất là ăn. À, cái thằng thảo dược của mình là cỡ 14 ngày nó đã có 14-15 ngày đã có phao gan rồi. Còn cái thảo dược của mình á, nhưng mà bây giờ hiện tại 11 ngày nó chưa có nè. Thử coi ao mình nuôi mật độ dày vậy nè, thì nó có không? Nó có thể 18 ngày nó mới có, khoảng 15-18 ngày mới có. Vì anh cứ ăn cứ trưa, cứ sáng cứ chiều anh năm tuổi rồi để chồng. Bữa trưa hả? Rồi vô chỉ luôn, vô chỉ coi cái đó luôn, coi cái kho thuốc luôn. Đây là vi sinh đái. Ngày cách ngày 1/3 gối. Ơ em là ở đây là anh chơi ơ em gốc, ơ em đậm đặc, cái dạng mà đậm đặc để mà nhân ra thành một cái can ơ em người ta bán đó. Ơ em bán cái can 20 lít đó, thì cái này là dạng đậm đặc, từ nó mà ra cái can đó là ông chơi đậm đặc luôn. Xài thức gì vậy? Diệt qua. Đó. Cái đó là tỏi. Cái này tỏi đó ha, tỏi ha. Tỏi. U dịch trùng gì sao? Mấy ký tỏi đây? 5. Ok. Rồi bây giờ tỏi này á, cách thức cho ăn á là phải đưa ra cái can. Đưa ra cái can 5 lít, 10 lít gì đó là hết, can này xài can kia, chứ mình để như mình múc á là nó sẽ bị nhiễm. Sao? Cái này nè, khi mình ủ đạt rồi đúng không? Ngày mai mình vô mỗi một cái can vậy là 5 lít hoặc là 10 lít. Mình xài hết can này, mình mở nắp mình xài can kia, chứ mình không có vụ mà mỗi lần mình múc gì nè là nó bị nhiễm khuẩn. Không, cái tay chân mình nó dơ. Có nghĩa anh múc rồi là anh đổ vô thức ăn rồi bỏ vô đầy lại. Không, mình dỡ nắp ra nắp vô vẫn bị nhiễm. Vậy đó. Hạn chế, mình hạn chế dỡ nắp luôn. Vậy là vô can đó. Mình vô can. Hết 5 lít này tới 5 lít kia hoặc là 10 lít cũng được, cái can đó. Dỡ nắp tới lui được cũng không được. Dạ. Chào con. Rồi. Đâu rồi, không đi đâu. Con thuốc đây hả? Thay đồ hả? Dạ. Là mua cái gì đó. Men phèn, men đái rồi khoảng xài 100% đây. Em này là em đậm đặc. Em là em đậm đặc, xài nhiêu đây chắc phủ phê rồi. Quá trời nhiều à. Này là thảo dược, cái này nấm men này.
mang đi ủ cái này thảo dược. Dịch sâu dịch trùng thì trong kia ủ vô trong đó rồi. Mang tiêu hóa với mang phèn, mang đáy thì xong. Nhiều thôi, có gì đâu, đơn giản. Mình có xài kháng sinh không? Không, không. Ừ, này chắc xài C phủ không? Có nghĩa có chuyện gì là anh điện em phải không? Cái này chắc C đúng không? C, C xài phụ. Em nó khỏi còn khỏi. Đó. Khỏi đi, mình có thằng thằng này nè. Thằng này là nó còn hơn C nữa nè. Thả dạ. Tôm rất là đạt. Thì mắc mớ gì xài C làm chi? Đúng không? Mấy chai, mấy canh rửa nước. Rồi bây giờ chọn á, thằng tỏi này là mỗi cử đều có nó hết. Không, anh cứ sáng cứ chiều em dặn. Dặn sáng chiều sao? Em dặn sáng chiều à? Dạ. Chưa tỏ dược, ngày sắp thử. À, bây giờ vậy nè, thằng này á, thằng này thì cử nào cũng có nó hết. Vậy đó. Ừ. Rồi là mà men á, men tiêu hóa của mình á, thì dụ có thể là một ngày cộng thêm nó rồi ha, mà cộng thêm men tiêu hóa cũng 2-3 cử gì thôi. Ừ. Thêm dặn thêm nấm mắm thêm muối vô. Mày men tiêu hóa tính là xài bio xuất tiền hơn thuốc tây được. Thôi, ủa mình có men tiêu hóa không? Không, chỉ hơi trộn thì mua đó. Ủa, không có, mà ở đây không lấy về hả? Đâu có đâu, em có đem lên đâu. Được chưa? Có nhiêu đó. Vậy hả? Ừ. Vậy sao thiếu men tiêu hóa? Sao trùng không men tiêu hóa quá. Men phèn với men đáy không, không men tiêu hóa. Đúng rồi. Trời ơi trời, chơi đỉnh vậy trời. Có đâu. Ghê vậy. Thiếu một món rồi. Đây nè, anh có ghi trong sổ nè. Rồi để đi, rồi. Nghe rồi nhớ ha, cái này là men nè, cái này là men tiêu hóa nè. Ừ. Để chọn mỗi ngày mỗi cử không? Ừ, mỗi cử luôn. Cộng thêm thằng đó một cử thôi. Để cử chắc chưa 12 giờ đó. Ừ, vậy thôi, cộng thêm thằng thảo dược một cử thôi. Vậy đủ rồi. Vậy đó, rồi tới, rồi xong, giờ thiếu cái tiêu hóa để thủ, hàng thủ. Thiếu. Xài, giờ xài miếng nhiều cũng được. Dịch trùng quế là 5 chai, thảo dược gan 5 chai. Dịch sâu canxi 5 chai. Chai nhỏ không hiểu nè, anh bị không hiểu, anh ghi 24 hơn em đó. Thử phèn 10 gói, vi sinh xử lý đáy 20 gói, 2 chai nấm men. Là 7 món, không còn 7 món. Rồi vậy là thiếu cái thằng men tiêu hóa. Men tiêu hóa. Ừ, nó giữ cái sách lên anh mở đi. Rồi thiếu nhiêu. Chứ em biết không, anh mấy chuyến trước. Rồi xin chào mấy anh em nha. Nãy giờ video mình cũng được 30 phút rồi. Có duyên gọi là mình có duyên đi. Gặp nhau rồi chúc anh thành công vụ này. Nhà già cửa rồi vui vẻ rồi. Là nước đó là xanh đâu có thay đồ ý được. Cái 100% của em. Mấy thằng nó không hiểu sao mà nó không nuôi tảo mà nó nuôi cà lo. Ừ, nuôi cà lo à. Không hiểu mấy đó luôn á. Người oxy già nếu lâu lắng gì là phải cắt oxy già cho trong nước ở đấy.